Chuyên nghiệp ấy. Hả? Chuyên nghiệp ấy. Sợ ơi. Học theo của Linh Philip được ấy. Dạ. Kỳ sư mà. Học ra. Lớp 3. Lớp 3 là nghỉ học rồi. Đi thành phố. Đúng. Cha luôn. Ye ba panga. Trong là có mua dây cũ luôn đấy, nhà có mua dây cũ xe xe luôn. À thì vào cái tí mới đang mua dây cũ. Cảm cái ngon đồ thôi. Mày quay cho mình đi xô lấy ba. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh đó. Ok, chào mừng các bạn sẽ được quang lên vlog của Sướng Châu Phi. Thì video hôm nay là lên làm nhà cho hai bà. Là bà 95 tuổi và bà mẹ của Matty Lôi. Thì như hôm kia mình có nói rồi là 18 này là sẽ làm. Nhưng mà mình thấy rất là nhiều bạn comment bảo là bà già rồi đấy, làm sớm nhanh một tí để cho bà có hưởng thụ ấy, như kiểu hưởng thụ sợ già quá rồi đấy, xây xong nhà không biết có ở được lâu hay không đấy. Mình cũng muốn đẩy quá trình nhanh lên để xây nhà cho bà ở, cho hưởng thụ một tí cho cuộc đời cho nó nở hoa đấy. Mới thấy khô chưa? Rồi rồi, con mà không có tiến ấy, yeah. Sau là mẹ khô, yeah, yeah. Đấy, như mà mi không làm ấy, yeah. Là sau mẹ không có nhà ơ, đấy mi có nhà rồi chứ mẹ bây giờ nhà chứ có, như mi phải làm. Đấy, làm nhiều tiền một tí, yeah. Rồi tao cho một ít là xây mẹ cái nhà, yeah. Đấy, như con, bây giờ con cái mà không làm ấy, sau bố mẹ già là không giúp được gì bố mẹ. Mà bố mẹ là không được hưởng thụ cái gì cả. Cả bao nhiêu cả cuộc đời luôn, cả cuộc đời hy sinh ấy, hy sinh đủ thứ. Bây giờ về già rồi mà không có cái gì cả, cứ khổ như thế. Đấy, ăn uống nó cũng không đều đổ, mà nói gì đến nhà. Nhà cửa thì các bạn cũng biết rồi, nhà ở đây nhà sập xuề, nhà đất đấy thì thôi cố gắng làm cho nhà cho bà cái nhà cho hoàn thiện nhanh sớm một tí đấy. Hôm nay là lên giặt móng rồi nha. Mặt trước là ấy, hôm nay là kỹ sư xây dựng là Lindo, giờ không phải Linh Philip nữa. Không biết là có xây được hay không, xây nhà như rắn thì chết giờ. Thôi bây giờ đi vào nhà bà rồi chọn đất để mà đóng cọc đó nha. À vô. Bon nhiều. Mà không. Bà ta đuôi em đi. Ta đuôi em đi bà. Ê. Đến đi đây kìa. Nó xê. Bà ốm rồi. Đi có lẽ cho bà ít tiền đi ra mua thuốc. Tại vì ở đây ốm suốt lên. Anh Đông cũng ốm stress. 2-3 ngày nay là một tuần rồi chứ. Một tuần rồi, đi viện rồi. May mà hôm nay là ổn định thôi nha các bạn, chứ không mệt lắm. Sốt rét bên này nó dẫn đến nhiều thứ ở trong người lắm. Sốt rét dẫn đến gan này, rồi là viêm gan nó cũng nhiều lắm, nên là cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ thì có lẽ là hỏi bà đất của bà đâu thì có lẽ là xây luôn, xây đất ở nơi chỗ nhà bà luôn, kêu bà 95 tuổi đến đây ở chung là được. Thì đất này là không biết là có phải đất của bà không, có lẽ là đất của nhà nước, tại vì đất này từ ngày xưa rồi, bà ở từ ngày xưa rồi, nhưng mà chưa có giấy phép, giấy tờ đất đúng không? Đúng. Chưa có giấy tờ đất, thì sở sau xây nhà kiên cố, nếu mà công an với khu vực này, cái người đứng đầu ở huyện này ấy, mà can thiệp vào thì lúc đó mình sẽ đóng thuế cho, không sao hết, cứ xây lên là. Sao công an bắt thì bắt Lindo, tại vì Lindo xe. Bắt Lindo gì? Không sao. Mà bố, ông nó chú bài cái bài mẹ tay ra ca chưa? Ừ. Ông ra tới đây nuôi để nó chú bài mày phải chứ? Ali?
Thế nên mà mà nhé. Đây, đất của bà bên này nhá. Bây giờ xây nhà thì cứ nhà 20 mét vuông thôi. 20 mét vuông là quá thoải mái cho hai người già, có thể đến một người nữa, là ba người già ở chung một phòng. Một phòng luôn, một phòng to rộng luôn, có nhà vệ sinh một góc này và sẽ ngủ ở trong luôn, không có phòng khách, không có phòng ngủ, chỉ có lấy phòng khách làm phòng ngủ luôn. Đấy, 20 mét vuông để cho rộng như thế luôn, và xây một nhà vệ sinh bên góc nhỏ nhỏ nữa là được. Đấy, đơn giản như thế thôi, mà cũng cầu kỳ đấy chứ không phải đơn giản đâu, cầu kỳ lắm. Đã xây nhà rồi là phải cầu kỳ. Rồi bây giờ dắt móng cho bà luôn. Cô bà đây đó, bà đây đẹp. Cô là xây từ đây, cô là xây tên kia hả? Xây tên gì? Cho trẻ dùng gì đi. Đây ở ngoài này là gần đường này, không xây. Đóng đây này. Hôm nay là cho đào móng luôn nha các bạn. Hôm nay cho đào mà xây móng luôn.
đào móng luôn để mai, tại vì hôm nay là mình có đi mua 1.000 gạch rồi mà hiện tại là 12 giờ, người ta nói là 1 giờ là 13 giờ ấy là sẽ đưa gạch đến. Nhưng mà ở đây là ở trên núi các bạn nhìn thấy chưa? Ở trên này xa như thế này, trên núi ngoài thì đấm thì mai kia đầu kia này tầm 15 cây 20 cây mà không biết là người ta có chở lên đây không, rồi hay là tí thuê xe ở ngoài vào chở đấy, nó rất là khó. Bên Sport là đơn vị chuyên cung cấp những cái thiết bị thể thao ấy cao cấp và chăm sóc sức khỏe như là cái massage này và máy chạy bộ, xe đạp thể thao. Thì đợt hôm kia đã có giới thiệu qua rồi và cũng rất là nhiều bạn là chọn mua cái massage rất là nhiều và có nói là sản phẩm là rất là tốt đấy. Thì bên Luxbot là đã tài trợ cho hai bà là 1.000 viên gạch nha các bạn, 1.000 viên và mình đã mua và đã đặt rồi. Thì tí sẽ thuê thêm xe nữa chở lên trên núi này để mà tiến hành làm nhà cho hai bà luôn nha các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn bên Luxbot đã tài trợ cho video và cũng như là tài trợ cho hai bà, ủng hộ hai bà có một căn nhà bằng gạch. Thì cảm ơn Luxbot và tất cả mọi người đang xem video nha. Bây giờ dăng chưa? Chưa cân này, cân đi, cân xem coi như thế nào. Gạch thì không biết là tí chở lên có nữa không. Sợ gạch ấy, gạch trên này trên núi mặt đường thì khó đi lắm. Tí chở lên thì không biết như thế nào. Thì, bây giờ là sẽ cho anh em là đào móng luôn nha các bạn. Đào móng luôn. Đó cho mấy đâu đó. Nó chuyên nghiệp ấy. Hả? Chuyên nghiệp ấy. Sời. Học theo của Linh Philip được đấy. Kỳ sư mà học ra lớp ba là nghỉ học rồi đi thành phố. Chuyên nghiệp nhỉ, không phải đơn giản đâu. Linh đồ là kỹ sư người Việt Nam, không Việt Nam biệt hơn. Cái này gọi là giắc móng. Đấy, thẳng tắp luôn. Thẳng không cần phải chỉnh nữa nha các bạn. Đây, thẳng luôn. Đấy. Ok các bạn, thì bây giờ về công trình là lấy gạch nhá. Lấy tắp lô lên trên bàn, đi lên núi. Đấy, phải thuê cái xe nhỏ nhỏ như thế này này. Cái nhỏ như này mới chở được lên kia. Đấy, bây giờ chở một lần hai xe là một lần 100 viên. Đấy, 10 lần là 1.000 viên là hết.
Cada fila leva 9, né? Aqui tem 2 fiadas. Ah, tem 9? 9. 7, 8, 9. 9 mais 9, 18. Đường trên này khó đi lắm các bạn ạ. Ô tô mà ô tô to cũng vào được. Đó, các bạn nhìn thấy xe chưa? Cái xe này xe ba càng ấy mà vào là nó chật chội như thế rồi. Chứ bây giờ ô tô to mà chở gạch vào thì không chở được. Bắt buộc phải thuê xe này. Đường khó đi lắm mà đường nhỏ lắm. Đường này là người dân ở đây tự vẽ đường ra chứ không phải là nhà nước làm đường mà người dân ở đây tự làm đường. Mà đi không thì được, còn mà chờ nặng là không đi được. Tại vì cầu này các bạn thấy chưa, cầu này là chỉ có cầu bằng gỗ bằng cọc thôi đó, không kéo được kẹt trên rồi chết rồi. Đây lùi lại mi chạy mi xuống đi đâu xuống đi đâu xuống là giúp cái đẩy lên cái. Đây bị kẹt phía trên rồi các bạn ạ. Đấy, chứ không đùa đâu. Xe thuê mấy cái loại nhỏ nhỏ này tiện hơn, chạy được hơn. Nhà đẹp đấy. Dạ. Nhà là đẹp đấy. Ủa bây giờ thì ông chơi gia phina chalwa.
Ye ba panga. Trong là có mua dây cũ luôn đấy, nhà có mua dây cũ xe xe luôn. Ati wakati wakati mwenda mwa mzaiko. Kama kali ngondo tocho. Ayo wewe jo mwe di sole ya pa. Ngati ngala ndi wangu lako we. Yeah. Ba rất là mừng. Ba rất vui. Thôi, hôm nay là lên làm như thế này thôi các bạn. Có cho anh này với các bác mày ấy. Các bác mày. Ui. Abai metasimento block. Bye bye ja. Đấy, ngày mai là sẽ làm luôn. Ngày mai là xây luôn, xây móng luôn. Thì cái đó để mình sắp xếp người lên để mà xây móng cho bà nha. Ok, thì video này cũng xin dừng tại đây nha. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Sướng Châu Phi để ủng hộ em nữa nha. Chào các bạn nha. Hallelujah.